là hé lộ tiền mừng cưới của dàn sao Việt gửi Buka, Dinh Tuấn Kiệt, cô dâu, chú rể nhận sương sương vài chục tỷ, Mạc Văn Khoa đi 20-30 triệu, báo thủ miền Tây Dương Lâm Chi vài cây vàng. Rồi là đám cưới xong đó hở, nghe đồn đâu là tiền mừng đám cưới mà ba mình như thế là cả mấy chục tỷ. Mạc Văn Khoa là đã đi là hở 20-30 triệu rồi, Lê Dương Bảo Lâm là cũng phải là mấy cây vàng á. Ổn là đám hương má ơi, thấy một cặp thì nè, tiền dày dày với đà đô la hay là tiền Việt nữa. Minh Tú đến chung vui nào ngờ được tổ chức sinh nhật bất ngờ. Tối ngày 15 tháng 11, các sao Việt đã có mặt để dự ngày vui của Buka, Dinh Tuấn Kiệt trước khi đến lễ cưới chính thức tổ chức vào ngày 16 tháng 11. Gia đình cô dâu, chú rể cũng tổ chức tiệc đãi khách. Nhiều ngôi sao đình đám trong giới giải trí không ngại lặn lội đường xá xa xôi để có mặt chúc phúc cho đôi uyên ương. Chia sẻ về chủ đề tiền mừng cưới, ca sĩ Vũ Hà ước tính Buka, Dinh Tuấn Kiệt có thể nhận về vài chục tỷ đồng. Khi được hỏi thông tin từ đâu để có kết luận trên, Vũ Hà cho biết anh có biết về số tiền mà một vài nghệ sĩ đã gửi khi đến chung vui cùng đôi vợ chồng. Theo Vũ Hà, Mạc Văn Khoa, người vướng ồn ào liên quan tiền mừng cưới vừa rồi thực tế đã đi khoảng 20-30 triệu đồng. Lê Dương Bảo Lâm cũng tốn đâu đó khoảng vài cây vàng sau 3 lần có mặt trong 3 lễ cưới của Buka, Dinh Tuấn Kiệt tại Cam Ranh, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp. Đặc biệt, anh tận mắt chứng kiến bản thân của mình, Đàm Vĩnh Hưng bỏ phong bì dày cộm chúc mừng đàn em. Nam nghệ sĩ cho biết anh không rõ chi tiết ông Hoàng Nhạc Việt đã đi khoảng bao nhiêu, nhưng tệ nhất mỗi tờ tiền cũng có mệnh giá thấp nhất là 500.000 đồng, thậm chí có khả năng Đàm Vĩnh Hưng đi tiền đô. Trước đó, chủ đề liên quan đến tiền mừng cưới của sao Việt trong hôn lễ của Buka, Dinh Tuấn Kiệt đã từng trở thành đề tài gây tranh cãi. Trong đó, Mạc Văn Khoa trở thành nhân vật bị công kích khi lời nói đùa mừng cưới 1 triệu đồng của anh bị cộng đồng mạng tin là thật, dùng những lời chê bai nặng nề cho vợ chồng nam diễn viên. Sau ồn ào, Mạc Văn Khoa phải lên tiếng đính chính. Gì Mạc Văn Khoa đi đám cưới bổn xỉn gì 1 triệu ấy, trời ơi. Mọi người muốn đăng một cái gì lên về thông tin của mọi người, một về một ai đó là mọi người phải kiểm tra chính xác thì mọi người mới đăng chứ. Anh không tiết lộ cụ thể mình đi bao nhiêu, nhưng hy vọng khán giả nên tập trung chúc phúc cho đôi uyên ương thay vì quan tâm các thông tin ngoài lề, được lan truyền không có sự kiểm chứng. Dù gặp thị phi vì đám cưới nhưng Mạc Văn Khoa vẫn hẹn gặp lại Buka, Dinh Tuấn Kiệt tại Đồng Tháp, không bỏ lỡ dù vướng lùm xùm. Sau đó, phía Buka, Dinh Tuấn Kiệt cũng có phản hồi về chủ đề này. Cả hai khẳng định vợ chồng đồng nghiệp đã đi rất nhiều tiền chứ không phải như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Lời đính chính, xác nhận của người trong cuộc đã khiến dư luận không còn bàn tán ồn ào về chủ đề này. Trong buổi tiệc tối ngày 15 tháng 11, Minh Tú dù không phải nhân vật chính nhưng cũng đã có được món quà bất ngờ từ cô dâu, chú rể và hội bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Khi đang dự tiệc chung vui cùng Buka, Dinh Tuấn Kiệt, siêu mẫu đã được mọi người đồng thanh hát chúc mừng sinh nhật, chuẩn bị cả bánh kem để cô thổi nến trong lời chúc mừng của đôi uyên ương và dàn khách mời tham dự. Hình ảnh ghi lại cho thấy Minh Tú vô cùng hớn hở khi được mọi người yêu thương, quan tâm. Đây cũng được cho là một buổi mừng sinh nhật đầy ấn tượng đối với người đẹp. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!